rất là đông đúc luôn cả nhà ơi. Hello, con Út xin mến chào quý ông bà cô chú bác quý vị khán giả, một lời chào, một lời chúc sức khỏe đầy yêu thương. Ở nơi đây là tại chợ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày hôm nay rất là đông thưa quý vị ạ. À, đó, ở đây người ta phát nước nè quý vị. Dạ, phát nước uống. Rất là đông đúc luôn cả nhà ơi. Dạ. Mến chúc cho quý ông bà, cô chú bác, quý vị khán giả thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc như cả nhà. Đó, ngày hôm nay tại chợ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương á quý vị ơi, rất là đông đúc luôn nè cả nhà. Chỗ đây là người ta phát nước rồi gì cho uống. Đó, đông lắm quý vị ơi. Dạ. Ở bên đây người ta phát cái gì nữa nè quý vị ơi. Dạ. Rất là đông luôn thưa quý ông bà cô chú bác. Dạ. Cái này là phát bánh mì là cả nhà ơi. Đó, ông bà cô chú bác ơi, phát bánh mì. Cái bên đây là phát bánh mì là cả nhà. Bánh mì và nước suối. Rất là đông luôn thưa quý vị. Đông nghẹt nghẹt luôn cả nhà ơi. Bánh mì đây quý vị ơi. Bánh mì đi quý vị ơi. Quá chừng đông luôn rồi quý ông bà cô chú bác ơi. Quý vị khán giả ơi. Bên đây phát nước. Trời ơi, đông đúc lắm nè quý vị ơi. Mời quý vị đi coi nha quý vị. Dạ, ta đang cúng nè quý vị ơi. Quá chừng đông đúc rồi quý vị. Bên đây cũng phát nước miễn phí nè cả nhà ơi. Bữa nay ngồi đông quá. Ở đây phát nước miễn phí nữa nè cả nhà. Trời ơi, quá chừng đông rồi. Quá trời đông rồi nè quý ông bà cô chú bác ơi. Đang ngồi đóng đóng nè quý vị. Rồi.